niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về những ngày xưa đã xa, và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng trôi hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy, bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Con đừng nói hạnh phúc là cái con đường chúng ta đi, cái mà là cái đức chúng ta đi. Nếu có thể tụi em có điều kiện thú thật là thầy với thầy Vân đúng là ngày quyết định của sở đi trong tay học sinh đổi chiêm, nhưng nói lại xin phép sở là được là đó là câu chuyện mà con Văn Thường tôi biết này, vì không dễ gì mà 20 năm gặp lại đây, cho nên là nó rất là tâm trọng. Có thể nói là thầy luôn tự hào về lớp mình và lớp chúng ta, những cái khát vọng đó lớp chúng ta đến bây giờ thì thầy thấy là thực hiện rất là thành công. Thầy cũng xin chúc và các đỡ các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt lên con đường trong cuộc sống. Thầy xin chân thành cảm ơn. Ai sẽ kiểm tra bài cũ và câu hỏi dành cho bọn nào á, rất đơn giản thôi. Đó là lý do ngày hôm qua nhà em nó dỗ đang mời thầy. Thứ hai em xin trả lời bài cũ. Lúc này cho em cũng quay này. Có gì thầy không có? Không ăn. Tiếng ký đọc được nữ sinh đọc được nữ sinh năm học tại kỳ không có. Lẽ hai là cái gì nữa là cái gì hơn đúng rồi. Dạ, 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 thưa thầy, em xin trả lời câu hỏi của thầy ạ. Tiêu chí mà để em đạt được danh hiệu nữ sinh linh lịch 2002 đó là... Dạ, em có đẹp tự nhiên, dạ. Em được rồi, đúng rồi, đẹp tự nhiên, âm nhân tạo này ạ. Bây giờ thì tập trung là lớp đó chưa có giao kéo. Dạ, mà không có giao ạ. Thì có dao béo nhưng mà em cũng chưa đụng vào. Không, với lại còn chỉ dao ăn thức thì được quen thôi à. Dạ, để mà cũng tích thì em cũng có. Chúng tôi tâm chất con được quen. Nhờ bọn thưởng bọn nhắc, tại cái đó em chỉ tâm sự mỏng chứ mà cũng không có thể nào mà muốn bắn lỡ rồi. Em cũng xin nhớ như vậy, cuộc thi đó có tiêu cực. Dạ. Nhưng mà hay là người ta không có hiện. Nếu tại mai phép em mới được nữa cho nên là cái gì chắc em mới được. Nhưng dù sao nữa là em cũng đã đọt rồi. Cần có nuôi tay cũng cho em nuôi đến thì tốt. Dạ. 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 Thuộc bài phải tự tin lên tự tin. Thuộc bài chưa? Em đây thầy. Không không không. Đi đi đi. Dạ, cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Trước khi qua bài mới thì cô xin vào bài cũ. Cô đặt câu hỏi trước nha. Đọc thuộc một đoạn, và đó là cô dạy lớp mình là lớp 10. Một đoạn của Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi. Chắc cô mời lớp trưởng quá. Đây, em đọc bài đây. Bình Ngô đây.
đắp nữa không được bài là có rồi cá đắp nữa đây đây đắp nữa cái cô đọc đoạn thứ quái coi nhỉ đầu tiên cái gì cái gì câu gì câu đầu tiên nhỉ đắp nữa không được bài đắp mua buồn đắp mua buồn ngồi đây đắp mua buồn cô có trong đâu buồn thôi cô đỡ bơi khác được cô chứ làm chi mà không học bài không được bài gì đôi con trai trai em nợ em sao rồi tiếp tục giờ tăng bằng của anh cô lắm nữa bây giờ gì đôi chứ không nào cô có một chút đặc biệt tại vì là đối với cô thì trường Lê Hồng Phong là một cái ngôi trường mà đã mang đỡ cho cô trong những ngày đầu tiên cô mới ra trường và cảm ơn nơi đây và cảm ơn các em đã cho cô một cái cơ hội để quay trở về gặp lại các em. Cảm ơn các em đã cho cô cả một cái thanh xuân có thể nói là mình rất là đẹp đẽ. Bởi vì lúc đó là cô còn rất là trẻ, cô mới ra trường. Cũng xin lỗi các em rằng là cô chưa nhớ hết tên tất cả các em. Nhưng mà trong lòng cô, trường Lê Hồng Phong cũng như là các em mà cô đã từng dạy và cô đã từng chủ nhiệm là một cái kỷ niệm đẹp trong đời giáo viên của cô. Và hôm nay cô trở lại thì rất là xúc động. Và cô cũng mong muốn rằng nếu chúng ta mãi đoàn kết và yêu thương như thế này, chúng ta bình yên, mạnh khỏe là chúng ta có thể là làm được tất cả. Và cô mong rằng là chúng ta sẽ giữ mãi cái sức lửa như thế này để chúng ta có nhiều cơ hội để mà chúng ta gặp mặt lại nhau. Cô cảm ơn rất nhiều. Chào các em. Thì sau 20 năm gặp lại thì cô thấy các em nói chung là trưởng thành hơn. Đi cảm thấy là đi họp mặt mà đông đủ như đây là vui lắm rồi. Thì cái lớp mình là cái khóa đầu tiên cô mới về. Cho nên là được chủ nhiệm các em thì nói chung là kinh nghiệm thì cũng đâu chưa có nghiệm gì hết. Cho nên mình cũng mà hồi đó mình sợ học đầu không có tiếp xúc gần sợ cô nhớ có nhiều bọn cô nhớ nhau là bọn Hải là một nè cô lục áo thường vô cô sợ lắm luôn á bọn Trung là ai nè một bạn mà ở trong Đắk Lắk mà về bắt hiệp hả bọn chị ở Đắk Lắk thì học ở Đắk Lắk mình một năm hai năm thôi hả chắn à thì nhớ học cái màu có làm sao thì hai người nó cũng thích ngay lần tự quan cũng nhiều cảm thấy là bọn rất là cũng dễ thương có hồn nhiên tự học đòn nè rồi cũng nhớ cái đợt là nhớ 20 tháng 11 trời thì mưa mà nước thì lồn rất mẫn đi lậu đi bao đồng đi mua cái nhà của cô mà đi tốt cái đường sau nhà lậu vô nhà con sợ luôn á thái đi có con sợ luôn đường thì nước thì mây mông nó mà tới đây ra khi trước đó là cô dặn rằng là nước mưa đừng có đi nghe sau ngày là mình giờ thấy lúc mình đi hộp đi nói chung là đông đủ như đây hồi đó sẽ có bao nhiêu hàng 42 mà giờ đi được 32 bạn như đây là cũng 33 bạn là cũng thấy cũng ổn ở trừ thấy sợ rồi hồi xưa mà cô mà đi cô kiểm tra là không có bọn môn nó dở tài liệu được rồi trâu đổ luôn nhưng mà giờ thì đỡ hơn rồi nói chung là các em cũng cho cô có cơ hội là được gặp lại các em mà cũng thấy các em nói chung trưởng thành hơn thì cô cũng mừng và cô xin chúc là các em luôn luôn mạnh khỏe công việc thì thuận lợi và nói chung là mình sẽ có cơ hội công việc như thế nào thì mình đoàn kết thôi cơ hội những là 30 năm có thể gặp là 40 năm thì rất là vui.